Nam Thăng Long đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giờ đây là chương trình điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày trên kênh Invest TV. Ngày hôm qua, nổi bật với thông tin Bộ Y tế công bố chính thức về lô sản phẩm tương ớt Chinsu bị thu hồi tại Nhật Bản. Còn trong hôm nay, chương trình sẽ có rất nhiều thông tin hấp dẫn như phí trước bạ xe bán tải, xe van tăng gấp 3 lần kể từ ngày 10 tháng 4, xử lý dứt điểm các khu dân cư tự phát ở Cần Thơ và nhiều thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay, 10 tháng 4, 2019. Theo đó, thì ô tô rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô các loại xe tương tự, mức thu là 2%. Riêng ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng, nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này. Nghị định mới quy định ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống. Ô tô tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh đã trở thành điểm nóng về xây dựng nhà trái phép tràn lan trên đất lấn biển, đất chưa được cấp quyền sử dụng. Đó là thực trạng đã và đang diễn ra tại tổ 4, tổ 5, khu 1 phường Cửa Ông, với hàng trăm căn nhà cấp 4 kiên cố đã xây dựng trái phép trên đất lấn biển, đất chưa được cấp quyền sử dụng. Nhà xây trái phép tạo thành hai dãy phố như một khu đô thị mới. Đặc biệt, khu vực cống chính cửa ra biển, hàng chục hộ dân đã lấn biển tạo nên mặt bằng rộng hàng nghìn mét vuông, trong đó đã có 17 căn nhà cấp 4 của 17 hộ dân được xây dựng cấp tốc, không phép ngay trước Tết Kỷ Hợi năm 2019. Theo người dân, đất khu vực cống chính cửa vốn dĩ từ năm 2004 đến năm 2005 là điểm neo đậu thuyền của các hộ dân có vị trí riêng của từng hộ. Sau đó, do đất bồi không neo đậu thuyền được và do không có nhà ở nên các hộ dân đã tự san lấp, tạo mặt bằng và xây dựng nhà ở như hiện nay. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu tập trung đẩy mạnh bồi thường hỗ trợ tái định cư, khẩn trương rà soát và xử lý dứt điểm các khu dân cư tự phát. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Trong 3 tháng đầu năm, thành phố đã cấp hơn 18.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, thu ngân sách hơn 74 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã yêu cầu tập trung đẩy mạnh bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm thúc đẩy cho các dự án sắp triển khai, khẩn trương thành lập tổ rà soát để đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố hướng xử lý dứt điểm các khu dân cư tự phát, tăng cường kiểm tra trong quản lý chất thải sinh hoạt, theo dõi việc thu gom, phân loại và xử lý, kiểm tra các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến môi trường như nước thải, khí thải, thực hiện nghiêm túc giải quyết khiếu nại của người dân, tránh tình trạng xảy ra điểm nóng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã đề xuất xây dựng sân bay Sapa với quy mô dân dụng cấp 4C, công suất 2,5 đến 3 triệu khách một năm, tổng vốn đầu tư hơn 5.900 tỷ đồng. Theo đó, thì trong văn bản gửi Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận xây sân bay Sapa theo hình thức kết hợp giữa đầu tư công thuần túy và đối tác công tư. Sân bay Sapa đặt tại huyện Bảo Yên với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.903 tỷ đồng. Tỉnh Lào Cai cho biết đã làm việc với một số nhà đầu tư chiến lược triển khai giai đoạn 1 của dự án. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ dự án, Lào Cai đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ 3.088 tỷ đồng xây dựng khu bay, đường trục vào cảng hàng không. Ngân sách tỉnh Lào Cai sẽ rót 910 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư, rà phá bờ mìn. Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án này đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai gấp rút hoàn thiện trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương, làm cơ sở thực hiện dự án. Và theo kế hoạch thì sân bay này sẽ khởi công trong năm 2019, hoàn thành vào năm 2021. Đến đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Kiến trúc Đô thị Nam Thăng Long. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.